Thì có khoảng đó, khoảng 5 năm đó thì mình bị thiếu một người mặt tiền bạc. Đó, em được cái may mắn là như vậy. Em đi khỏi Việt Nam lúc em còn hát được đó, chứ không phải là em hết thời hay là bị gì. Tại vì em bị chuyện thôi. Cho nên là khi mà em qua Mỹ thì bầu show vẫn book cho em bình thường. Và anh cũng biết rồi là nghệ sĩ thì là nói với vợ em và mẹ vợ em lúc đó đó là, tại vì vợ em là chủ tiệm nail, em kêu nghỉ đi, đi qua Sierra sống với em. Em nói với mẹ giờ là nó con không để cho vợ con làm đâu, thằng ông gia trưởng vẫn còn. Khi nào mà con hết làm được đó, thì mới vợ con mới đi làm. Thì mẹ em lúc đó, mẹ vợ mới nói trời ơi, không có được, ở Mỹ như vậy không có được, phải để nó đi làm. Tại vì nó không làm thì nó ngồi rảnh thì nó xin chuyện, nghĩ ngợi lung tung. Mẹ không thích, em muốn vợ em ở nhà nuôi, ở đây ông gia trưởng không cho đi làm gì hết. Dạ. Thế thì thật sự có sanh sự không? Không à, giờ em hiền dã man. Thì bực bội luôn á. Nhưng mà tôi thắc mắc, tôi thấy hai người vậy hạnh phúc mà, thế sao lại chia tay? À, về chuyện chia tay thì là khi mà có em bé thay đổi hormone trong người, tức là không có muốn chồng nữa, không có muốn gần chồng, chỉ muốn con thôi. Xong sau đó thì em mới dẫn đi bác sĩ tâm lý. Thì bác sĩ nói là cái chuyện này ở Mỹ nó rất bình thường, em đừng có cảm thấy gì. Có những phụ nữ sau khi sanh họ thay đổi rất là nhiều, họ thay lạ lắm. Mà em với vợ em gần như một năm trời thì bắt đầu tình cảm nó nhạt. Thì vợ em cũng nói là nếu anh không chịu đựng nổi thì thôi chắc là mình quét đi. Và chứ được thì đúng rồi, hai vợ chồng mà như vậy thì làm sao mà sống được anh chứ. Đúng rồi. Và em cảm thấy là cái tình hình nó không thay đổi được. Thế là sau 2 năm tụi em chấp nhận, dắt nhau ra tòa vui vẻ chia tay. Đến nỗi mà ông tòa ông hỏi đi gì giả hả? Khi mà chia tay rồi bây giờ cô ấy sống, cô ấy đã có một gia đình khác chưa? Mãi sau này gần 6-7 năm sau, cô ấy mới có một bạn trai khác. Thì tụi em vẫn đôn đốc nhau hoài. Mỗi lần mà em có bạn gái là em phải gọi hỏi cô này được không à? Hỏi vợ cũ á. Vợ có đôn đốc là ok có bạn gái đi. Xong rồi em hỏi xong rồi em có bạn trai đi, đối phương cũng cần có ba mà ba mới. Có khi nào trong một cái thoáng suy nghĩ là hai người sẽ trở lại với nhau? Tụi em đã thử khi mà tụi em gặp lại nhau ở California. Thì vợ cũ em dẫn con gái về thăm bà ngoại. Em thì lúc đó là mới đón bố mẹ qua, thì cô dẫn con gái qua. Thì em cũng đã thử nhưng mà nói là chắc không được nữa đâu. Tại vì tính khí hai đứa nó cứ như vậy, chắc cũng không được nữa đâu. Em thì gia trưởng đó, thì có nhiều cái thì cũng không nổi. Thế là hồi trước em uống nữa. Thế bây giờ còn gia trưởng không bạn? Dạ không đâu, mới hết đây thôi. Tại em mới hết đây thôi có nghĩa là tại vì mới một năm nay em được gọi là gì? Tỉnh thức. Hồi đó giờ em nghe cái kiểu này hoài em không hiểu. Từ đâu? Từ một lần uống rượu lái xe bị cảnh sát bắt vô tù. Em không đụng xe, nhưng mà ở Mỹ là anh phải vô tù. Nó phải giam anh 18 tiếng để khi anh tỉnh rồi anh mới được lái xe về, chứ nó không cho anh lái xe khi xỉn nữa. Đúng rồi. Thì nằm ở trong tù em giật mình vậy. Wow. Chưa ngủ tiếp để tăng xỉn rồi. Chưa giật mình nữa. Thì bắt đầu tỉnh rồi. Cứ nghĩ nếu mà lúc nãy mày giật mình, mày biết mày mất hai chân mà đang nằm trong bệnh viện cấp cứu thì mày sẽ như thế nào? Không sợ quá không nghĩ tới nữa. Nếu mà mày vẫn còn hai chân mà mày nghe cảnh sát nói là mày mới vừa đụng chết người thì mày sẽ như thế nào? Làm sao mày sống với 4 bức tường mỗi ngày? Mày nhìn lên trần và mày nghĩ tới cảnh mà đụng người ta chết rồi Hưng ơi. Rồi làm sao mày sống? Mày sẽ thắt cổ trong tù mà chết hả? Em bỏ nhậu đi, em không uống nữa. Em được thức tỉnh từ đó là bắt đầu cái nguồn đầu tiên. Sau đó em bắt đầu đổi nhân sinh quan của mình. Em nhìn mọi chuyện nó tốt hơn hẳn và hướng toàn tích. Cái em thấy cái phiên bản đầu tiên của mình hồi trước nó sai quá anh. Nó thấy ghê lắm. Tại vì em làm cái gì cũng được mà em uống vô là em đổi tính. Nó giống như hai Hưng, Hưng một chưa uống và Hưng hai, khi uống vô nó có công tắc bật qua là Hưng hai nhảy vô, nó hai Hưng khác nhau kỳ. Chứ bây giờ thì đổi tính rồi, không thông báo cho người vợ cũ biết à? Vợ cũ em đang rất hạnh phúc với người mới, mà người mới đó lại là rất thương con gái em, cho nên là em đang rất là happy cho họ. Tiếc quá ha, tiếc quá. Cái tiếc thì lúc đầu em cũng nghĩ vậy đó anh Dân, nhưng mà em nghĩ sau này mọi chuyện không có cái gì tự nhiên xảy ra. Em với vợ em gặp được là duyên. Chia tay cũng là phận nó, tụi em chỉ tới đó thôi, kiếp này cũng chỉ được như đó thôi, bây giờ có cố gắng nữa thì cũng vậy thôi đó. Giờ khắc nào làm việc gì gặp ai
đã được an bài. Em nhận ra được cái đó là tại vì tự nhiên em đâu có muốn làm ca sĩ. Em chưa hề em nghĩ làm ca sĩ. Em biết hát mà em chưa bao giờ nghĩ làm ca sĩ. Đến lúc mà may chẳng lôi em lên rồi tự nhiên nghề chọn người chứ em đâu có chọn nghề. Đó giờ khắc nào làm gì đã được an bài trước rồi. Thế cô vợ thứ hai? Chưa có. Chưa có à? Dạ chưa. Cho đến bây giờ vẫn chưa có cô vợ thứ hai đâu anh Dân. Tại sao? Cho nên là em mới về đây kiếm anh Dân. Mà chưa tìm được phải không? Em mới về mà anh Dân. Tôi nghĩ là bạn hơi khó tánh một chút thôi. Nhưng mà tiêu chuẩn của bạn là người vợ sẽ như thế nào? À, tiêu chuẩn của em người vợ là chịu đựng nổi em. Cuộc đời em được cái này em gọi là được. Bố mẹ em qua Mỹ lần đầu tiên thì ba cô bạn gái cũ và một cô vợ cũ đến ăn cơm chung với nhau với bố mẹ em. Tại vì lúc em sống với ai cũng sống 3-4 năm phải không? Mới chia tay. Sau khi chia tay thì rất là văn minh, không có phải giận dỗi gì. Tại vì em hết cỡ rồi, chứ không phải là em không cố gắng, không thay đổi được thôi. Cho nên là mọi người vẫn tới mà kêu bố mẹ bằng bố mẹ. Cái bố mẹ nói trời ơi tôi có nhiều con dâu quá. Lạ không? Đúng lạ. Những cái mà mình đã gây ra cho bà xã cũ của mình, giờ mình nghĩ lại mình có thấy hối hận không? Có, mỗi ngày đó. Mỗi ngày? Mỗi ngày đó. Mỗi ngày, ngay cả lúc mà chưa tỉnh thức cũng thấy là một người tốt với mình như vậy mà mình không giữ được thì mày còn muốn cái gì trên đời này nữa. Đừng có làm khổ thêm một người nào nữa. Nhưng mà nói như vậy thôi chứ lại làm khổ thêm. Mình khổ bao nhiêu người rồi? Đến nay là sau vợ cũ thì cũng hai người nữa đó. Bạn đi khỏi Việt Nam khi nào? Em đi khỏi Việt Nam là 2009, là 14 năm rồi đó. Giờ trở về đây thấy có cái sự khác lạ không? Em mỗi năm mỗi về. Cứ mỗi năm em về là em vẫn thấy là nhanh quá. Vincom xây nhà cho nên là nó thay đổi quá nhanh cái thành phố này đi. Biến thành một nửa Singapore, một nửa thì giống Hồng Kông. Em về em thấy trời ơi Sài Gòn đẹp quá. Mà hên là em về mỗi năm đó mà em còn thấy như vậy. Mới cái mùa dịch là từ 2019 cho đến nay thôi là em về lúc mới em bước xuống. Chứ em ở bên Mỹ thì cuộc sống nó nhẹ nhàng lắm. Nó chậm rì. Anh thấy nhạc, cách hát cũng vậy. Hai bên cái môi trường nhạc nó khác là vì cái môi trường sống nó khác cho nên nhạc nó cũng thay đổi khác. Tôi hỏi bạn câu này nó hơi nhạy cảm chút xíu. Nhưng mà bạn cố gắng theo cái cảm xúc của mình thôi. Bạn thấy cái nhạc người Việt Nam ở hải ngoại và dòng nhạc mới sáng tác đây với cái nhạc và ca sĩ của trong nước, nó có cái sự chênh lệch không? Hải ngoại không viết nhạc mới. Hải ngoại cho đến nay vẫn hát là nhạc trước 7 lần. Những nhạc sĩ hải ngoại mới hầu như không có. Là vì như thế này, ở Việt Nam nhạc công họ đánh đàn, sáng họ cà phê, chiều họ đi nhậu, tối họ đánh đàn. Họ sống bởi cái nghề nhạc này, họ ăn họ ngủ với nhạc. Còn ở bên kia thứ hai tới thứ năm họ phải đi làm hãng, thứ sáu về nhà giặt đồ, thứ bảy rồi mới lên ôm cái đàn. Cho nên họ không có nhiều thời gian lắm cho cái nghề, cái sự yêu thích của họ nữa. Họ bỏ cái sự yêu thích này. Từ từ nhỏ lớn lên thì nó lại viết nhạc Mỹ, nó nghe nhạc Mỹ, nó viết hip hop, nó rap. Hầu như thị trường hải ngoại muốn hát nhạc mới là hát nhạc Việt Nam. Đó, cho nên là không có sự phân biệt. Đó là tại sao mà ca sĩ Việt Nam sau này quá hát nhiều thì họ đón nhận nhạc Việt Nam rất nhiều, họ thích. Cái nhạc trẻ từ bây giờ theo bạn, bây giờ nó có phát triển không? Nó phát triển một cách dễ sợ, bước lên chuyên nghiệp một cách em không thể tưởng tượng được. Mà những cái bài của Hoàng Thị Linh đi xa đến nỗi mà toàn thế giới đều nhảy theo. Giải bóng rổ của Mỹ rất là khó để mở những cái nhạc giữa giờ. Những cái bài của Linh cũng đã mở trong đó. Rồi những cái giải bóng rổ, bóng chuyền ở bên Hàn Quốc người ta cũng mở. Mặc dù người ta không hiểu mình hát cái gì, cái nhạc quá hay. Đó có nghĩa là cái giai, cái tai, cái tầm với của mình nó đã vươn ra khỏi cái nước mình rồi. Đó là cái sự phát triển vượt bậc. Hồi xưa mình coi MTV châu Á mình ngồi mới hát trời ơi chừng nào cũng mới được một cái như vậy. Nhưng mà bây giờ nhiều khi Trung Quốc đang rất là lấy lại nhiều bài hát của nhạc sĩ trẻ Việt Nam mình hát. Hồi xưa mình hát nhạc Hoa lời Việt đúng không? Bây giờ họ hát nhạc Việt lời Hoa. Dễ sợ chưa? Khủng khiếp ha. Đó là một sự phát triển vượt bậc. Cho nên là ban nhạc cũng lên, ca sĩ cũng lên, rồi người hòa âm phối khí cũng lên, âm thanh ánh sáng cũng lũng lên. Anh thấy không, bây giờ sân khấu khủng khiếp. Đúng. Đó là cùng nhau dìu nhau lên cũng. Trước lúc mà tôi vui thì tôi bất ngờ. Mới đầu tôi nói chắc mấy đứa này nó xạo chứ làm gì mà có đó. Mình không tin. Mặc dù tôi cũng làm trong cái lĩnh vực này. Tới hồi mà tôi được con gái tôi nó nói điều đó đúng quá bà. Mà nó cho tôi xem một số. Tôi thấy những cái nước như Philippines đồ này kia rồi thì
mình bỏ xa rồi ha, bỏ xa cả phim luôn. Cỡ như mình làm sao mà giới tới phim cỡ phim Thái Lan là ăn đứt mình rồi. Bây giờ phim Thái Lan làm sao dân số như mình quay chọn cảnh hay làm nước nào không thể nào. Mình bây giờ là vương tầm tới châu Á rồi, tới Đông Nam Á là không tính để sợ ha. Sau những cái mà bạn cảm thấy rằng là mình gây sự đi, mình gây sự đi ha, dùng cái từ gây sự với lại chính những người thân của mình, mình không giữ được những cái đẹp đó. Bạn bây giờ bạn có tiếc không? Lúc trước tiếc anh. Còn bây giờ? Rồi bây giờ thì em hiểu được rồi, cho nên là em không tiếc nữa. Tại sao? Tại vì em nghĩ là nó phải xảy ra như vậy. Để có được một phiên bản 2 là em bây giờ thì nó phải xảy ra như vậy để em biết đó. Đó là bài học của em. Đó là sự trả giá. Cho nên là nếu mà hồi xưa em cứ giàu hoài đi, em ăn chơi kinh khủng đó. Em sẽ là một người của tiệc tùng. Đi đâu mình cũng chết sớm rồi mà nhậu quá. Đâu có còn mình bây giờ. Và ví dụ đã từng giàu và đã từng nghèo, nó tạo ra một con người là đã mất hết tất cả, sẽ đậm hơn, vững chạc hơn, sẽ hiểu đời hơn. Em lại được sống hai cuộc đời trong một kiếp. Là một ăn chơi cũng có, giàu cũng có, nghèo cũng có. Bây giờ em ăn chay trường, em bỏ hết bia rượu, em sống một cuộc đời tu hành. Em đang sống hai đời trong một kiếp. Em sướng lắm. Bây giờ em được trải nghiệm được hết nhiều thứ. Bây giờ bạn sống gì anh? Em sống về nụ cười của tất cả mọi người. Hạnh nguyện của em kỳ này về là em xin tổ con sai rồi, cho con đi hát lại, cho con được giúp mọi người. Những cái người mà không thể đi làm được, ngoài cái tiền mà con làm đĩa, chắc chắn nghệ sĩ thì phải làm, phải quay video clip, cái chuyện đó đương nhiên. Con trang trải, con dùng hết tất cả 100% tiền con kiếm được mới đi hát, con giúp người khác. Con không ăn một đồng, con không xài một đồng nào của con hết. Con sẽ sống bằng tiền khác, tại vì em có những cái business ở Mỹ. Bây giờ em ăn chay mà, một ngày chỉ ăn tàu hũ với rau thôi, bao nhiêu tiền đâu mà phải phức tạp. Sau này em mặc đồ cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, tại vì mới về thì mình cần phải lộng lẫy một tí, cái đó là đương nhiên. Và em hạnh nguyện là cuộc đời của em từ đó về sau sống hết cho tất cả mọi người, không còn gì phải sống cho mình. Em quá sướng rồi anh Nhân. Em sướng khủng khiếp, em sướng từ nhỏ lớn lên là được cho làm người nổi tiếng, được hào quang, đi đâu cũng có người đó, em sướng quá rồi. Vợ cũng đẹp mà hiền nữa. Bây giờ em quyết định là em có cái gì em share hết cho mọi người. Tôi chúc mừng bạn. Dạ. Và hy vọng rằng tất cả những cái điều mà bạn đang hướng tới, nó sẽ kết duyên với bạn nhiều hơn, và người ta sẽ cảm nhận cái điều mà bạn đang cho rồi mình nhận lại một cái điều gì đó. Đôi lúc mình không biết đâu, nhưng khi mình biết thì mình cảm thấy cái hạnh phúc đó nó lớn vô bờ. Dạ đúng rồi. Như là cái lúc mà em đang ngồi nói chuyện với anh là lúc em vẫn đang cho nè. Vì cái chuyện xấu của mình á, mình không có gì mà hay ho khi mà đem lên đây để mình kể. Yeah. Thua cổ phiếu, Phạm Thương thua cổ phiếu, nó chẳng có đẹp mặt gì. Phạm Thương ăn nhậu nhiều, tại sao phải đem lên đây nói? Là vì lúc đó đó, nếu em coi được những chương trình như thế này, em đã không té như lúc đó. Phải có những người can đảm như này nè, đem cái chuyện xấu của mình để phơi ra cho những bạn khác lớn lên đang thiếu kinh nghiệm sống, mà lấy đó làm kinh nghiệm mà đừng có đi theo cái hướng của mình. Nó được tất cả rồi, nó mất tất cả, mình phải khác đó. Và em cảm thấy là nên phải làm như vậy. Nó thôi thúc em nè, cứ hãy lên talk show nói chuyện này đi Hưng, đừng có sợ xấu mặt đi. Cảm ơn bạn, bạn là người dũng cảm. Từ lúc người ta lên talk show, lên truyền hình, ta nói những cái điều đẹp đẽ, nó quá khứ huy hoàng, phải nói là nó hoàn chỉnh. Có những người như Hưng, nó tạo thành một cái điểm nhấn, và điểm nhấn đó người ta sẽ thích hơn. Một lần nữa là cảm ơn Hưng dành thời gian để ngồi mà tâm sự trò chuyện. Kính thưa quý vị, ở Kiên Giang, ấp Hòa Tiến, xã Mông Thọ, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Anh thì làm thợ hớt tóc nam. Hớt tóc nam hả? Là mình làm dưới quê mình tự mở tiệm hay sao anh? Đúng rồi, ở dưới quê làm, tự mở tiệm làm. Anh làm như vậy thì cái thu nhập trung bình của mình thì như thế nào anh? Làm thì nói chung hồi trước thì có đi lên trên miền Đông làm cũng ok, nhưng mà về đây mấy năm nay làm thì cũng không ok như cái trên kia. Ý là thu nhập trung bình hàng tháng nó dao động tầm khoảng bao nhiêu á? Thì nói chung cũng sống được. Sống được là 5 triệu, 10 triệu hay 15 triệu kiểu vậy anh? Tháng thì kiếm được chắc cũng khoảng 6-7 triệu thôi. Rồi ok. Anh chia sẻ một xíu về bản thân mình đi anh Điền.
những cái điểm mạnh điểm yếu của mình như thế nào, có tài lẻ hay sở thích gì không ha? Anh thì đam mê cho công việc, chỉ làm và với thích trồng kiểng, trồng mai rồi nuôi con này con kia vậy đó. Thì sống cũng tự lập từ năm 18 tuổi tới giờ thì coi như anh ở có một mình thôi, không có ở chung với ba mẹ, mà thỉnh thoảng thì về nhà chơi thôi. Rồi lúc nhỏ thì không đi khỏi nhà, mà tới lớn lên thì không. Rồi, trước giờ là anh đã từng lập gia đình chưa? Chưa, anh vẫn còn con trai từ đó giờ chưa có gia đình. Làm sao vậy, chưa muốn lập cưới vợ hay là như thế nào, hay yêu cô nào như thế nào, anh chia sẻ giùm em nha. Anh cũng có hai mối tình, nhưng mà mới hồi năm anh 28 tuổi thì có quen cô đó, thì một người đó thì gặp nhau có 3 lần, anh ấy mình tiến tới hôn nhân, thì người đó nói nó kêu nói em ơi đừng đi làm nữa, hai mình cưới nhau. Cái người đó hỏi cưới nhau về làm gì ăn, thì nhà anh có làm ruộng, nhà cô đó không có làm ruộng. Anh nói với cô đó thì anh làm nghề, tóc, thì cô đó nói với anh là không làm ruộng, không sao, với nhà làm ở chợ thôi, anh đi làm nghề tóc. Vậy thì thời gian sau đó cô đó đi làm cũng lâu lắm mà không có gặp, rồi thỉnh thoảng cái bữa đó anh đi ngang nhà cái anh ghé thăm bà già của bạn gái, rồi xong vô thấy thì đám cưới cũng mới cả chừng nửa tháng đó thôi. Cái bà già của cô gái nói với anh rằng nó nói nó đến mời đám cưới mời con mà nó không có mời, sợ ngượng ngùng. Nó nhắn lại với bác một câu, nếu lấy chồng tại vì hoàn cảnh lấy chồng nước ngoài chứ phải lấy chồng Việt Nam, nó lấy con không lấy người khác. Coi như là bạn gái nghe mình làm ruộng đồ này kia các thứ là thôi, người ta không có muốn quen nữa đúng không? Rồi coi như là cô ấy đi lấy chồng nước ngoài luôn. Người chồng Singapore. Rồi ok. Vậy thì là bây giờ bao lâu rồi anh không quen ai? Hồi 2014 thì có quen, có nói chuyện với một người qua điện qua cái Tân Cồ. Rồi 2015 có gặp được một lần là tới giờ luôn rồi, mấy năm nay cũng không có nói điện. Rồi giờ tham gia chương trình là anh vẫn sắp xếp lên Sài Gòn để tham gia được đúng không? Đúng rồi, nếu báo tay trước thì anh sắp xếp tôi có thể đi được. Rồi ok, bây giờ anh nói về cái hình mẫu mình mong muốn đi, thích một kiểu cô gái như thế nào, và ví dụ như cô ấy có từng lập gia đình thì có được không ha? Thì nói chung thì anh chỉ thích mẫu người chỉ vui vẻ, hòa đồng, dễ thương, chủ yếu là quan trọng là chung thủy và thương anh là được. Như là biết bà con dòng họ bên hai bên đó. Rồi anh vô cho em mấy chi tiết đi, người ta đã từng lập gia đình được hay không nè, rồi tuổi tác vùng miền ở đâu thì được. Có nghĩa là chắc cái người ở vùng miền Tây hoặc là ở gần gần chỗ anh cho nó tiện đó. Rồi. Còn người từng có gia đình hả? Anh nghĩ là nếu có gia đình mà chưa có con thì nó dễ dễ dàng hơn. Rồi. Mình chọn tại người chưa có gia đình đi cho nó dễ nha, tại anh còn còn trai mà. Coi như là ưu tiên là chưa từng lập gia đình, hoặc đã có gia đình thì đừng có con đúng không? Rồi. Rồi ok, còn yêu cầu gì về cô này nữa không? Anh chỉ cần người đó vui vẻ, hòa đồng, chỉ biết dòng họ hai bên là được rồi. Quan trọng nhất là thương anh với chung thủy là được. Ok rồi, còn yêu cầu gì đặc biệt ở cô này nữa không nè? Còn không nữa thì là đợi thông tin từ chương trình ha, sẽ có biên tập sẽ trao đổi thêm với mình nha. Cô gái của anh thì phải cao cỡ 1m55 trở lên, tại vì anh cao 1m68 Rồi ok anh, những cái tiêu chí này thì có gì biên tập sẽ trao đổi thêm với mình ha. Rồi nói chung bữa nay chỉ là buổi cast đầu tiên thôi, mình được chọn vào vòng 2 thì còn cái quá trình làm việc sau đó nữa nha. rồi. Dạ rồi, cảm ơn anh ạ. Mình cắt xong rồi á anh Điền ơi, mình phát ra cuộc gọi. Anh tên Quỳnh Khánh Quang ở Vĩnh Long, anh buôn bán quần áo, anh 36 tuổi.
36 tuổi đúng không? Đúng Rồi, mình có ca hát gì được không anh? có hát dở lắm em ơi, Ừ. hát vui thôi. Hát vui hả? Anh hát vui thử em nghe một đoạn thử coi. Tôi biết anh đâu có thuộc bài nào đâu mà hát được, hát À cứ vậy tập hả? cũng hát được. Rồi, anh nói sơ gì cho em về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Anh chỉ kỹ lưỡng và chu đáo thôi chứ còn điểm yếu thì không biết cái gì, không biết, không không thấy, không biết luôn á. Là ở mình rồi làm rồi mà tự mình tự làm thôi chứ. Rồi điểm mạnh của anh là thích đi làm đúng không? Ừ, kỹ lưỡng rồi chu đáo rồi tự mình lo rồi. Rồi còn điểm yếu của anh là gì? Mình không biết điểm yếu mình luôn là gì luôn. Không biết là không ai nói nên không biết luôn á, Ví dụ làm như người là ta mình có ở dơ không? gì không đã kỹ lưỡng chu đáo là mình sạch sẽ rồi mới kỹ lưỡng được chứ. Ừ, rồi bây giờ tình trường anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Anh có vợ rồi mà ly dị rồi, có được bé, một bé gái 10 tuổi. Sao rồi anh kể cho em nghe câu chuyện hôn nhân của anh đi, anh quen cô ấy như thế nào, gặp nhau ra sao, lý do tại sao hai người chia tay? Anh cũng ở đó rồi, anh ở phường 3 rồi, vợ cũ anh ở phường 2 rồi, em đi nó cũng làm siêu thị rồi đi chơi rồi gặp rồi quen, quen được năm mấy rồi cưới, cưới về ở không được, mới em mới ly dị đây chắc năm mấy chứ gì mà cô ta. Thôi mình cái này chắc chuyện gia đình chắc không nói được tại trên đây mà nói không được quá. Cô ta có người khác hả? Ừ đúng rồi. Chị có đâu không hằng ngại nói, tại vì cái câu chuyện của anh thì cũng rất là nhiều người họ giống vậy rồi, nên có đâu có gì đâu ngại anh. Anh Ê. cũng vì gia đình người sống rồi cũng nhịn, nhưng mà cô ta cứ tái đi tái lại hoài, rồi về hứa hẹn rồi hứa rồi bỏ mà không bỏ gì chân. Rồi lúc con anh nó mới có 3 tuổi là bắt đầu là đi cặp này cặp nọ rồi đó, anh đi buôn bán đó, anh đi sáng đi tối mới về, sáng đi tối mới về đó. Rồi ở nhà chỉ biết ăn xài rồi cặp này cặp nọ rồi cha mẹ thì biết mà giấu. Bây giờ tới giờ mà có con riêng luôn nên anh thấy vậy là hết đường quay đầu rồi, anh mới buông luôn đó chứ. Anh thương là con anh con gái mà mẹ nó dạy sau này á tội nghiệp cho nó nên anh mới gán ở, mà thấy rồi giờ nó có con riêng rồi, nó có người khác rồi, nó đâu còn ở được nữa nên nó mới ly dị luôn. Rồi bây giờ cái mong muốn của anh là như thế nào nè? Mong muốn bạn gái của anh thì ngoại hình như thế nào? Em cao nên bạn gái anh chắc cũng cỡ 1m6 trở lên, Anh cao mấy nhiêu? 1m85. Độ cao dữ gì trời. Ồ quá cao luôn rồi. Rồi, về tuổi tác thì sao ạ? Tuổi thì từ tuổi tuổi của anh trở xuống thôi. Bằng tuổi anh trở xuống à? Bạn của anh trở xuống. Ví dụ như là cô ấy đã có gia đình và có con giống như anh được không? Được, tại anh có đừng có con rồi mà còn kén chọn nữa thì không có được, kiếm người mà người ta còn còn chưa có gia đình thì khó lắm. Có cũng được, không có cũng được. Quê quán quay ở đâu nè? Của ai, có hai em? Quê quán của cô ấy ở đâu? Ở vòng vòng miền Tây được rồi em. Đã anh ở Vĩnh Long đó. À, thì kiếm cái nào càng gần càng tốt, anh khỏi đi Rồi. tới đi luôn nhé. Rồi, ok. Rồi. Ok rồi. Ở đây là một buổi casting bạn muốn hẹn hò thôi, nếu mà anh được lựa chọn vào chương trình thì sẽ có một bạn làm việc với anh sâu hơn ha. Rồi Dạ. rồi.
Rồi bây giờ thôi, nay là cũng gần hơn năm rồi, có qua lại gì không? Thì thằng lớn nó cũng theo anh, nhỏ gái thì có chồng gả, nó theo chồng rồi. Còn thằng Út á, thì bả hôm bữa ra tòa đó là bả có xin nuôi lại thì anh cấp dưỡng, nghĩa là nó để lại chở với bả, thằng ba hu hỉ chơi chơi cho nó vui á, thì anh có xin cấp dưỡng. Coi như là tại vì cái tính là nhậu thôi đúng không hay sao? Thì cái tánh bả nhậu, với hai nữa là bả không có lo mà ăn á, nợ nần thì nó nghe mằng. Mấy năm trước á mình có mướn ruộng làm, rồi mình cũng có trồng bông rồi này kia để bán Tết đó, rồi lỗ lã lên tới 200 ngoài triệu. Rồi nói với bả ráng lo làm ăn năn mà lo trả ba cái nợ, để là nợ nó ngày đẻ lãi lãi hoài à. Rồi bả nói một câu là mày mượn thì mày bằng mày trả đi, chứ tao không có mượn tao không biết. Rồi con nó cũng nói, nó nói thì cha đi mượn đem về bằng nuôi gia đình, chứ đâu phải cha mượn đem đi cờ bạc đâu mà mẹ nói vậy. Rồi ghét anh nói hoài, em nói hoài không được, ghét em thôi luôn, em bỏ luôn. Tới bữa lên tòa xử thì em cũng có trình bày hết trên tòa, cho tòa nghe gì. Rồi cuối cùng là giờ còn nợ không? Bây giờ là mình còn 100 triệu, nói cho nó gần, còn 100 triệu mà mình cũng gán mà lo mà trả. Rồi coi như rồi bây giờ tình hình mình vậy, giờ mình muốn tìm người như thế nào để phù hợp với mình? Bây giờ nếu như bên chương trình có giúp đỡ cho em được, thì có người nào mà như nếu có được vô đồng hành để tiếp tay em trả nợ cho em được thì em rất mong ơn. Cái gì trời, mới quen bắt tay về tiếp tay trả nợ mình, trời tao nghe xong tao sợ tao cho bỏ chạy mất dép sao? Biết đâu thì lỡ như mà em có dịp may hiếm có rồi, biết đâu. Ý là cái đó thì mình nói mình đang mình sẽ cố gắng đi làm, chứ về hỗ trợ mình tinh thần hay là chăm sóc này kia sức khỏe rồi chứ. Thì đúng rồi, được cái phần đó là cũng như là cái tiền trả nợ rồi. Ý phải nói rõ ra vậy chứ tao nghe tự nhiên mắt tao về trả nợ tao nghe tao chạy mất dép Mình mà em bây giờ là cũng như là sống một mình một ngựa đó, thì tự tại vì mà mẹ chết hồi đó hồi 6 tuổi rồi lăn ra đường sống, mà 10 tuổi tới giờ là lông bông lăn quăng ngoài đường ngoài xá, sống suốt mãn năm vậy đó. Rồi ok, còn yêu cầu gì ở cô này nữa không? Thì nữ thì nói chung cũng xinh xinh chút, hai nó cũng coi dáng người cho nó khoảng cỡ 6 ngoài ký được rồi. Mình thì cũng 6 7 6 8 ký, thì nữ thì cũng phải tầm tầm với mình tầm đó được rồi. Cỡ 80 kg được không? Cái đó mùa mùa gió bắc là ngủ không khỏi đắp mền phải không? Em bà em mẩm không nổi được chị ơi, lỡ cô ta có bệnh em mẩm không nổi đâu, vì em có 6 8 kg rồi em không nổi đâu. Rồi còn yêu cầu gì ở cô này nữa không? Thì Đang ở đâu thì được? Vùng miền cô này ở đâu thì được? nói chung ra cũng xinh xinh chút, rồi mái tóc dài đồ này kia, cũng có dáng dốc đồ, cũng có hình vòng 2 vòng 3 đồ gì coi cho được được chút. Rồi ok, còn yêu cầu gì nữa không anh Tấn? Thì anh yêu cầu thì được người nổi mà về được đi buôn bán đồ, phải sống cái nghề mua bán à, phải phải cái người nữ biết mua bán thứ nhất, thứ hai phải biết tính toán, thì phải biết hơn thua ra đường, phải biết hơn thua với người ta một chút, đừng đừng có thua súc người ta quá. Rồi ok, nói chung là tụi em sẽ ghi lại những thông tin này, quan trọng là có người phù hợp, với lại mình được vô vòng 2 á thì sẽ có biên tập trao đổi thêm với mình ha anh Tấn Dạ. ha. Rồi ok, cảm ơn anh ạ. Rồi vậy em chúc chị buổi thật vui, gặp nhiều may mắn. Dạ rồi, chào anh ạ. Cảm ơn anh. Bye.